cô động xem nó chết chưa? Nó chết rồi. Nó chết rồi à? Ừ, chết. Chết, chết. Chờ mà nó bay rồi, nhưng mà nó chết vì nó nằm rồi nó chết. Đấy, hôm nọ phun với hai cô cháu phun thì nói là nó phun nó lên. Nó bay vù lên rồi nó bay đi, thậm chí nó khẳng tưởng nó lên tận mặt mình á. Ủa, chết à? Đấy, nó có chết mà. Nó lên tận mặt mình á đấy. Nhưng mà hôm nay đấy là hôm qua những người cũng đến ghé xem bảo là cái này là nó chết rất nhiều. Wow. Đấy. Thế họ mới lấy cái kia, họ bảo đi hôm nào bao giờ nhà cái hạnh nó có để lấy để phun. Đấy. Một số con khác nó con đây, khác nó lại bay đến. Đấy. Chết trắng à. Đây, chê to hết. Đó. Dày dẹp. Chết hết. Vừa rồi cô cũng đã dùng thuốc để phun trên ruộng cà nhà mình. Cô thấy cái hiệu quả sau khi đã được phun thuốc thì có đánh giá thế nào ạ? Ruộng nhà tôi thì nó trước là rất nhiều. Đấy, thì xong từ hôm các chú cho thuốc đây, hôm nay là 3 hôm thì phun được 70-80%. Thì nếu nói chung là chung quanh mà cùng phun cái loại thuốc này với nhau thì là nó sẽ hết. Thế nhưng bởi vì nhà mình là nhà phun nhà không phun thì nó cũng được 80% là nó chết. Bây giờ nếu mà mình phun kế thêm một lượt nữa thì chắc chắn là nó sẽ hết. Thì nói chung là cái thuốc này nó có hiệu quả. Chứ không có như mọi trước chúng tôi đi phun là xong hôm trước xong là nó cứ bay xa suốt không thể nào chết được. Thì cảm ơn tất cả các chú. Thì làm sao về đây tham quan đây cho ruộng chúng tôi phun nó thì để cho nó làm nó có hiệu quả, phun nó có hiệu quả. Thế tôi cảm ơn chương trình. Cảm ơn rất nhiều.